rồi ra Nguyễn Thị Ngân, Duy Nhi và Thành Tuấn. Và đây là team Lạc Quang, xin chào các bạn cô bác nha. Dạ, dạ. Đi bán cô bác ơi. Dạ, dạ. Cô bác. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác. Rồi, cảm ơn chị đoạn này tên cho tắt. Dạ, xin chào bà con cô bác. Dạ, nãy giờ là tụi em đang có mặt tại hội quán ngôi sao miệt vườn. Dạ, hôm nay là bắt đầu hành trình đi, team truyền thông sẽ đi bán vé tại dưới Tân An, thành phố, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Dạ, team đội hình của em bé Quyên Nhi, Thành Tuấn và em là Nguyễn Thị Ngân. Dạ, hôm nay thì sẽ xuất phát ở hội quán. Rồi em bây giờ tụi em sẽ đến lấy vé nha bà con cô bác. Hôm nay sẽ hai ngày, mình sẽ là hai hành trình, hai ngày sẽ rất là dài. Hy vọng bà con cô bác sẽ theo dõi và đặc biệt là ủng hộ vé cho team tụi em nha. Nói chung là team nào cũng được. Tụi em thì nói chung là cũng hy vọng bà con cô bác không những ủng hộ cho đội em mà ủng hộ cho tất cả các đội trong team em luôn. Đó, để ai cũng có thể ít nhiều mình cũng có những tấm vé mình bán được cho quý bà con cô bác. Rồi. Quý bà con cô bác nào ra ở thành phố Tân An mà thấy tụi em vô tình lướt ngang qua thì nhớ là ủng hộ vé tụi em, hoặc là có thể giao lưu kết bạn chia sẻ đều được nha quý bà con cô bác. Rồi giới thiệu tên team của mình luôn đi. Dạ, team em là team Lạc Quang. Dạ, biết là mình có khi là về chót đó. Dạ. Nhưng nên là mình lấy cái tên là Lạc Quang nha bà con cô bác. Dạ, nói chung là gì cũng gì mình cứ lạc quan, mình vui vẻ đi, miễn sao là mọi giờ mọi team đều thành công là mình vui rồi. Đó, bây giờ thì chứ cũng hơi rén. Rồi bây giờ thì mình không sao, miễn sao là mọi người thấy mình đã cố gắng hết sức mình, đúng rồi, hết mình là được. Bây giờ mình đến lấy vé nha bà con cô bác. Dạ, sư phụ đang ngồi đợi phía xa để đưa những tấm vé cho các đội. Các đội đã lấy hết rồi, còn bây giờ còn đội mình. Dạ, đội mình là không còn, đội Trang cũng đang quay nữa. Bây giờ tụi em sẽ vô lấy vé. Đây là quầy vé trực tiếp tại 113 Nguyễn Hữu Chí, Tân Bình Chánh. Biết là có đúng không nữa. Bây giờ tôi bán bắt chấp rồi. Lát tôi dựng lại bán anh luôn. Anh mang chia đi. Ủa, đang quay hả? Dạ, xin chào bà con bác. Chúc bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Vô. Vô. Hai chồng vô đây. Hai vợ chồng nữa. Anh cho em xin. Đang đọc bình luận nè. Đọc bình luận bà con, bình luận dễ thương lắm. Nói đội bà Nguyễn Thị Ngân là mạnh nhất. Dạ, anh nói thiệt. Anh nói thiệt. Anh nói thiệt luôn á. Đội bà Nguyễn Thị Ngân. Không, em tự nhận đội em yếu nhất. Dạ đúng rồi, sáng giờ tụi em thấy tình hình chung là mấy đội quá trời quá đất rồi. Team em hiện tại là team quan mang nhất. Lẽ ra mình mới là team quan mang. Bà con cô bác cảm ơn bà con bác rất nhiều. Sáng nay bà con bác đã xem clip của mấy anh em Cương Vừa quay hôm qua. Bà con cô bác để lại bình luận rất nhiều, góp ý cho đặt tên đội rồi, dễ thương lắm. Cực kỳ dễ thương luôn. Nè, đội Ngân thì không tự tin nên lấy tên May Lạc Đôi. Đặt tên cho đội Ngân là Người Tình Nhỏ. Tự nhiên nè, nè, đội Ngân là mạnh nhất nè. Trời ơi. Bà con cô bác có niềm tin. Thôi không sao, okay. Cũng được. Bà con cô bác có niềm tin, có niềm tin. Mình cũng có niềm tin. Nè, Ngân một kênh thì Ngân nhất đôi nè. Bây giờ vô nhận vé không? Nãy giờ nhận trễ quá, người ta nhận xong ta bán hết luôn rồi đó. Ta đã hết chút khúc rồi đó. Đây 200 vé. Hôm qua nói là giao 1000 vé nhưng mà nghĩ ra là chỉ tiêu vậy thôi, nhưng mà bán không nổi đâu cho nên giao trước 200 vé. Khi nào bán may mắn mà bán hết thì sẽ cung cấp thêm. À. Rồi đây. Đây là 10 vé VIP. Vé VIP là hiện tại là bị bà bác đặt nhiều rồi, ủng hộ rất là nhiều cho nên sắp hết vé VIP rồi. Khi nào không có giao vé VIP cho tụi em nhiều, còn vé khán đài này còn nhiều nè. Rồi. 200 vé thường với là 10 vé VIP. Ok. Còn này ra đây nè, cái này bán thì mình bán này 50.000 tờ thôi nha. Bán 50.000 tờ. 50.000 tờ anh ơi. Bán này lời được mấy vé thôi. Thì ta hỏi mua này làm gì, để ngày mua này chỉ biết thông tin thôi. Mua biết thông tin rồi làm bán này. Vậy giá bán nhà luôn. Mấy chiếc này tờ rơi. Rồi mình chỉ giao cho bà con bác nào ai cần biết thông tin mình giao thôi nha. Còn đừng có tao tùm lum bằng quá không cần thì dục tùm lum xả rác rồi thấy chứ. Vài bữa nó thấy thành phố Tân An toàn là tờ rơi cũng không nhiều thôi nha. Là mình nổi luôn á. À. Thôi thôi. Nha. Rồi đúng chưa? Rồi còn
Còn hỏi gì thêm không? Có thắc mắc gì thêm không? Dạ, tụi em còn là lời đồng bán, tụi còn bán có chút thấu anh ạ. Mấy phần trăm anh? Vé số là tài lời điện ngàn này cũng vậy đó. Tài lời ngàn, ừ. Dạ, cũng là cũng được hay. Rưỡi là tài được 2 ngàn. Tài được 2 ngàn. Tài được 2 ngàn. Ở cao nhất là đúng rồi. Bán này có tiền nhiều hơn. Được chi khấu á, chỉ như tiên một đội em thôi á. Ai cũng nói vậy trên phim đội nào đến đây cũng nói để chuẩn bị đội xem nào bán được nhiều tài này nhất nè. Cái này được bán không hả? Lại đi đừng nghe lộn nhau. Tôi mới chúng ta nghe lén qua bên đây được chiếc. Không có lộn. Đối em. Ở này sáng đi mặc đồ. Sao không mỗi gì nhanh như vậy? Dạ quý bà con cô bác, tụi em đã tìm được khách hàng đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Đó chính là em Vy Quỳnh đó. Con cô bác ơi, bây giờ ở đây là một hồi nữa 4 team lại, là hồi nãy team chị Dung đầu tiên là 3 vé rồi. Thôi bây giờ thì coi như Quỳnh Hơ ủng hộ anh đi. Ủng hộ anh đi, bây giờ là 10 vé tiếp thôi là được rồi. Tại vì tụi anh chỉ có 10 vé tiếp thôi, đi mất tịch luôn. Bây giờ gì nè, tại vì vé tiếp đó là phải nên cầm đi xuống dưới, tại mình có 10 vé à. Rồi chừng nào mà hết đi rồi về thơ mão. Vậy thôi cũng được, vậy rồi. Đúng rồi. Trời, có đầy ra trúng luôn rồi. Không, hứa nha. Hứa nha. Không hết về mão, không hết về mão. Nhưng mà nói nghe là cái này là riêng thôi nha. Tại vì lẽ ra là được đi theo, còn không được đi theo. Cho nên là lát nữa sẽ gọi điện thoại. Xong rồi gọi điện thoại coi chị vô hơi có nhà không. Xong rồi ghé vô đó, là công ty du lịch ở dưới đó đó, dưới thành phố Tân An á. Là bữa chỉ còn ra chỗ dừng ba, chỉ còn định là lấy cái bảng điểm bán vé gì vậy chị bán đó. Là bữa giờ bả nhắn tin bả hỏi là chị lấy vé làm sao. Thôi kêu là chị cho mọi người đăng ký đi là bao nhiêu vé rồi chị cứ nói giao. Rồi để lát nữa giờ gọi điện thoại coi là bả có nhà không đó. Đó là công ty du lịch. Chỉ có mỗi team này. Đúng rồi, đúng rồi. Lẽ thôi đi team này mà. Tại đi team chị Dung mà nãy lại bào 500 ngàn. Mẹ ơi. Rồi, ủa sao sao kỳ vậy? Ủa. Em phải rất là em phải đến xong. Còn team này tới sau rồi, cho nên là thôi giờ đi bán trước đi, rồi chừng nào về không hết thì mới bảo sao. Đúng không? Bên kia bào được 5 vé rồi nữa. Bên kia là bào 2 vé VIP vé thường. Là coi như là bên kia là mở hàng cho bên kia, còn hay là đóng hàng cho bên này đi. Chị đều, chị đều. Rồi, giờ lại lát nữa. Dạ, cảm ơn chị Thơ. Lát nữa chị gọi rồi đó. Dạ, nhiều khi khỏi đi truyền thông lại đó, ngay mặt tiền đó đó là ngồi gầy bà. Ủa, chợ đêm á, ngay gần chợ đêm. Ủa, chứ ngay công ty du lịch. Xong rồi vụ bả là kêu bả là tuần này á, ai mua vé tour thì tặng vé vậy đó, tặng vé VIP, tặng vé VIP gì đó. Mà. Được. Trời ơi, lớn em. Đầu tư rồi quý bà con cô bán thôi. Nhưng mà chợ đêm bà nghe nha. Nãy là ví dụ mà mão là hứa nghe, ví dụ là về bán được mỗi tiền. Nhưng mà bán khác bán. Thì ráng rồi đó, nhưng mà nhiều khi là lực bất tòng tâm gì sao. Cái này là 100, à 100, cái này 100, 300, 20, 22 nhiều. Chúc mừng có nhau. Gán bán khoảng 21.800 thôi. Còn chữ bảo. Bye bye. Nghe nói là có chiến thuật vậy lắm phải không? Chiến thuật của team này là không có chiến thuật. Chiến thuật là không có chiến thuật. Rồi, cảm ơn chị Thơ. Bây giờ team em sẽ chuẩn bị lên đường nha bà con cô bác. Chuẩn bị lên đường để mình đi truyền thông bán 200 vé đầu tiên. Hy vọng ngày hôm nay sẽ bán được hết cái số vé này. Hy vọng thôi chứ không biết. Mà Thơ là ở nhà thì Thơ hy vọng là team nào cũng bán hết trơn vé luôn. Dạ. Mong là bà con cô bác có gặp team đi truyền thông thì ủng hộ dần. Nếu mà team nào bán hết là hôm nay mình bán được gần ngàn vé. Đúng rồi, là quá ngon rồi. Hy vọng là vậy. Dạ rồi. Cố lên nha, cố lên. Phải cố thôi. Phải bán bằng thực lực, dạ. Bằng chiến thuật, bằng thủ đoạn. Rồi cảm ơn bà con cô bác. Bây giờ tụi em sẽ xuất phát nha mọi người. Dạ, cảm ơn bà con cô bác. Ê, ủa anh đi truyền thông mà anh mặc đồ kỳ vậy? Rồi đi mặc quần cục nữa rồi bà con cô bác quay clip lên là sao? Kỳ cục vậy? Nó nhỏ nhỏ thôi, mấy team khác là biết thôi. Team mày mà mi lên đồ quá trời, mà nó dài quá đấy, mình phải cũng phải chặt đồ chứ. Nhưng mà mình mặc trước mọi người biết. Vậy là có chuẩn bị rồi phải không? Có chuẩn bị. Lát nữa bước lên cái xe này, lát bước xuống là chấn động liền. Chấn động liền. Ok nha, chờ nha, chờ đợi nha. Mình lên xe nha. Dạ.
Làm gì anh Tuấn? Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Phải mấy hình dáng kia bà con mới nhận ra. Đúng rồi, chứ bây giờ mấy team kia là mặc đồ quá trời. Thiệt luôn, ừ. Là đem cỡ này đồ make up đúng không? Dạ gái. Dạ gái, dạ gái luôn. Ừ, nhưng lại chứ nhận sao? Ý là dạ gái đi xuống mà cô bà con cô bác thấy lạ lạ người ta dòm mình nữa. Đúng không? Ta thấy con gái bự con quá vậy ta dòm. Cái mình giới thiệu giá. Đó, bây giờ bắt đầu làm. Đầu tư dữ vậy? Đầu tư, đem nguyên bộ make up nè, đồ anh đem 3-4 bịch là toàn đồ make up với đồ dạ gái. Còn không có đem đồ ăn, đồ uống gì trơn thôi. Hồi sáng đem đồ ăn quên đi. Trời ơi, cực quá, làm con gái cực quá hơn. Rồi lát cái mặc cái gì, áo dài hay là bà ba? Bà ba. Bà ba. Tưởng bà đâu bà chơi bà chung kiếp. Tưởng đâu làm nổi chấn động, quấn áo dài chứ. Cấp nha. Nhớ quánh hai cái má hồng giữ trời lên nha. Ê sao con gái mà râu quá vậy? Râu hơi dài nhé. Có hả? Mà mới cạo hồi tối mà. Ghê vậy? Mới cạo tối mà mọc cuốn cuốn rồi kìa. Thiệt, mới cạo tối hôm qua quay clip đâu có đâu đúng không? Ừ. Quay clip. Đây là phải cạo hàng ngày rồi. Ê, nhìn kỳ lắm á. Ê kìa giờ sao? Ê nhìn kỳ lắm á. Gái mà có râu. Đánh lên có che hết không nè chứ. Hết đâu. Che được phần nào chứ sao che hết được. Tự nhiên gái có râu kỳ rồi. Ừ. đi mua rau cạo râu đi. Trời ơi giờ này đi mua kim cái râu lát nữa. Đi tiếp. Chứ bây giờ đánh trước đi rồi chút chạy. Thiếu sót quá vậy. Thôi đánh tới ghê tự nhiên cái bước vô cái mặt trắng sáng mà chút nữa lên đồ gái hết rồi mới cạo nữa. Nói ai mà vậy. Ủa mà râu nhiều lắm hả? Quá trời luôn á, đỏ luôn á. Thì giờ chứ giờ đời cũng biết mua ra cậu râu biết chừng nào. Bây giờ mình đánh đi xong chút nữa mình để chừa cái phần râu đó. Mình cạo rồi mình phủ phần lên. Tự nhiên gái có râu. Giờ sao trời. Thì giờ đi mua ra cậu râu với chứ sao. Đợi đi mua ra cậu râu. Cùng lát ra đó, tới thì thằng bán hết anh mua đồ con râu. Hết rồi. Kịp không ta? Bây giờ cái nhiệm vụ của anh là bây giờ từ đây tới Tân An là bao nhiêu phút? Tầm 1 tiếng. Tiếng không? Không nó, tới, không tới đâu. Tới. Mình đang ở Bình Chánh rồi, xuống tới liền luôn á. Là chỉ có chắc 30 phút à. 30 phút đang mắc cấp rồi đó. Chưa có cạo râu. Nãy giờ tốn hết 10 phút đang chuẩn bị đi giờ cạo râu rồi. Là hôm nay là sẽ giống như thực hiện thử thách là make up trên nhà trong vòng 30 phút và bước xuống á. Kìa không ta. Lâu quá. Lâu quá hả? Thôi, giờ tranh thủ đi bảo gì đánh thôi, người ta vẽ con mắt trước đi. Chờ nữa, nửa cái mặt lại. Vẽ cái chân mày được kìa. Ngồi xuống tập quá ai xuống dùng nha. Không đẹp mặt đó xuống đi chứ ai. Tự nhiên cái bây giờ trời ơi trời thiệt diễn quá trước đi dán dán lông mi rồi vô thì bình thường cũng đánh không người ta dân make up mà người ta chuyên nghiệp đó là người ta đánh mắt trước á tại vì để cho nó không có rớt cái mấy cái phấn mắt vô cái mặt mình nó làm sai ấy cái mặt là người ta đánh mắt trước nhưng mà mình không có chuyên nghiệp thì thường mình sẽ mình đánh mắt trước đi còn có bác hay không. Tuấn là cực khổ nhất, đầu tư nhất. Mình gái sẵn rồi nói chung. Chứ gì, gái sẵn rồi thì nó khỏe. Không biết là cũng đơn giản thôi, em đơn giản thôi. Mà con bác sang đi cũng làm gì nhiều hết trơn á. Còn thằng Tuấn là hơi cực. Phải make up rồi hóa trang đồ mới ra gái được. Nhưng mà sẽ là điểm nhấn của team em. Đó. Mà con bác đi ngang thấy con nhỏ nào bự con cái ôi dưới. Nhào vô hỏi tâm hỏi sao bự con vậy. Hy vọng bà con cô bác đi trong chợ hoặc đi khu vực nào bà con cô bác nhận ra ha. Vui tại vì bữa nay là mình chia team ra, nói chung là không có anh Khương bình thường đi thì đa phần là nhận anh Khương chứ mấy chị em thì cũng lâu lâu thôi, nhưng mà hôm nay không có anh Khương thì không biết là cô bác có nhận ra không. Nên là hầu như team nào cũng phải làm màu hết từ quần áo trang phục cho đến đó, nói chung là phải làm sao để nổi bật trong trong chợ rồi đi đâu mà mọi người phải nhìn mọi người nhìn thì mọi người mới để ý, để ý thì mọi người mới nhận ra có nhận ra hay không. Nhiều khi không ai nhận ra thì tôi thấy một quê nhà là quê đó. quê đó. Đám đi lố nhố vậy đó. Mình cúp xe trong mặt quá. Anh cái bước đó là bước gì vậy, chỉ giùm em được không? Nói thiệt chứ con gái cũng không biết cái vụ đó đâu á. Cái treo cái biển lên.
lên để che mắt không phải không? Không phải che mắt thâm mà cho nó có cái nền nó sáng xíu để đánh màu mắt lên mới thấy. Tại da anh đen anh đánh màu mắt đen lên nó cũng thấy. Rồi. Anh makeup cái kiểu mà hôm trước anh đi quýnh ghen á. Ồ không, anh đi bắt chồng á. Bắt anh Châu á nhớ không, bữa thứ 7 á. Cái đó xéo sắc á, ok á. Hôm bữa diễn sân khấu, giờ makeup diễn sân khấu thấy ghê lắm á. Kệ đi, không sao đâu. Đã rồi mình đã làm lố rồi mà. Em mà có bác đợi xíu nữa, chút nữa là biến hình liền nha. Hồ biến một cái. Trước mắt là đi mua chậu mua vào râu nha. Mua ra còn lâu chứ. Ủa lúc nãy cái một cái sốt bé còn lại em cầm đúng không? Dạ, đúng rồi. Em giữ rồi. Rồi đánh này lâu à? Coi bộ đánh này lâu à? Chắc phải... Là có mắt là cực nhất. Xuống đến đó không biết làm xong chưa. Xuống đó còn ngồi dẻ, ta đi bán hết. Còn ngồi dẻ kìa, giờ lẹ. Rồi bà con sẽ có bác sẽ thấy Tuấn biến hình sau 3 giây nữa. 1, 2, 3. 2, 3. Vẫn còn điên thôi. Quá trời. Có cái chỗ bán dòng đậu đâu rồi. Thì đó chứ. Mua chưa, mua nhiều cái chưa? Mua cái rồi nè. Mua gì mua có một cái vậy? Thì xài lần này thôi. Sáng rồi hả? Còn ngày mai sao? Không, gì? Mai nữa chị. Mình còn ngày mai nữa mà. Sao? Xài lần thôi, tiết kiệm đi. Rồi lỡ tối cạo xong rồi mai nó lại lên dài xong. Thì cạo lại, rửa sạch cạo lại thôi chứ đâu mà nghèo mà. Trời ơi, thiệt luôn á. Để nó con cái được rồi. Đi rồi. Lẹ để chỉ quay nổi. Lẹ đi. Thôi lên xe đi. Thì lẹ ba ơi. Sắp tới rồi. Đây. Dạ, chào bà con cô bác. Bọn em đang có mặt tại số 7 Trương Định, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Dạ, đây là địa điểm bán vé của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, bây giờ là các đội là đang tủa ra các trường học, rồi chợ gì đó. Nói chung là hôm nay là các team khác là em thấy là cũng đang chia sẻ là vị trí là ở các bệnh viện, ở trường học, rồi chợ. Nhưng mà bây giờ bà con cô bác bây giờ đã là 10 rưỡi trưa rồi, em nghĩ là... chọn trường học là vì bây giờ mọi người nghĩ là đến giờ phụ huynh đón con nên là ra truyền thông ở khu vực đó, còn tụi em đi một con đường riêng. Nói chung là người mình công luôn, có lối đi riêng. Nói chung là mình ghé qua cái địa điểm bán vé để mình cập nhật tình hình cho bà con cô bác biết là hiện tại là đã bán được bao nhiêu vé, đúng không? Đó. Đây là cũng là điểm diễn của mình luôn. Đúng rồi, đây cũng là sân vận động, sắp tới là mình sẽ biểu diễn ở đây luôn. Đó, nên là để giới thiệu lại cho bà con cô bác cái địa điểm bán vé. Dạ, mình sẽ đến gặp anh Hưng. Dạ, anh Hưng là dượng ba của trà sữa. Dạ, em chào anh. Dạ. Dạ, em chào anh. Dạ, đây anh Hưng là phụ trách bán vé khu vực bán vé trực tiếp tại khu vực Long An nha bà con cô bác. Dạ, bữa giờ là bà từ lúc anh Khương quay thì cũng gần một tuần rồi á, đúng không ta? Lúc bán vé 5 ngày rồi đúng không? Đúng không? Dạ, anh bữa nay anh có thể cập nhật sơ tình hình bán vé hôm nay từ bữa giờ cho bà con cô bác biết được không anh? Để em xin phép em ghi cái mic. Dạ. À, tình hình bán vé hôm nay thì cái vé VIP á, dạ, là bà con mua cũng nhiều. Dạ. Mua cũng gần hết rồi. Dạ. Còn cái vé thường thì bà con chắc có lẽ là bà con đợi tới ngày đó bà con vô mua hay sao á, nên dạ, nó hơi chậm hơn. Dạ, chậm hơn đúng không? Đúng. Mà em cũng có nghe anh Phương chia sẻ cũng bà con đang đặt vé VIP nhiều lắm. Dạ. Tại vì thường vé VIP là có số lượng nó ít hơn nên là mọi người phải tranh thủ đặt sớm. Đó. Dạ, nhưng mà bây giờ mình có con số chính xác tới thời điểm hiện tại là bao nhiêu vé rồi không anh? Cái cập nhật chính xác thì anh chưa có chính xác, nhưng mà cái số lượng nó thì nó cũng được anh bán trực tiếp ở đây á, cái, yeah, cái lượng mà giá mình giá VIP á thì nó cũng hơn trăm mấy rồi. Ừ. Còn giá thường thì cũng gần cũng trăm rồi. Trăm. Giao cho anh đây hình như là khoảng là 200 giá VIP với lại 300 giá thường. Yeah. Thì cái giá VIP thì anh bán nó chạy hơn cái giá thường mình. Yeah. Vậy là tính ra anh là một kênh truyền thông riêng á. Đúng rồi. Anh cũng trong cuộc thi của mình. Đúng rồi. Anh đi trước, tại anh không có kênh truyền thông nên anh thi trước. Dạ. Dạ. Ủa, anh nghe yêu mua vé. Anh có biết tin gì chưa anh?
Thì mới hồi sáng anh ngồi đây là anh có mở kênh anh Khương lên nhưng mà anh chưa biết cái nhóm của mình tên gì. Dạ. À, sao hỏi ý của mình hôm qua tới nay là mình có tên của nhóm mình chưa? À, dạ tụi em là team mà lạc quan ạ. À. Cứ cười vui vẻ được ha. Dạ. Trước đó là sau quá trình tụi em đấu tranh thì tụi em rất là bi quan. Cứ định là đặt cái tên lạc quan lấy lại tinh thần. Dạ. Với lại chiến lược của tụi em là đặt cái quầy vé ghế bên đây. Ủa tính ra là ví dụ mình gửi đây, mình gửi vé là đúng không? Ở đây là bán vé trực tiếp nè, là có một nguồn khách đến đây là chắc chắn là mọi người sẽ tới. Anh cho em xin gửi 100 vé. Không, anh nếu mà cái vậy thì anh vẫn nhận cái vé đó, anh vẫn bán phụ cho cái nhóm của mình. Nhưng mà nếu mà nhóm mình được giải thì phải chia lại cho anh á. Dạ được, trời ơi anh ơi, em quan trọng không có bán, không có quan trọng giải gì hết trơn á, miễn sao bán được vé. Tại em thấy cái giải lớn quá, lớn rồi anh. Nên anh cũng ráng không? Anh nhưng mà anh phải hứa là chỉ một anh chỉ hỗ trợ mình team em thôi. Vậy hả? Chứ bây giờ mấy nhóm kia mà thấy em đăng clip này lên cũng tới gửi anh mấy vé vậy đó, rồi cái là team mình là lại không được nữa đúng không? Vậy hả? Đây thì nghĩ là coi. Bây giờ anh sẽ nhận với em, anh sẽ mình sẽ chia với nhau cái phần quà đó, phần quà giải thưởng đó. Trong một lát cái nhóm team khác đó anh cũng nhận vậy luôn à. Ừ, cái đó, à đúng rồi. Cuối cùng ảnh là nhé. Mình chơi gì cũng chơi dơ quá. Thôi nói chứ vui cái này tụi em đi bán. Dạ. Anh ở đây anh bán biết vậy đáng lẽ phải bảo anh Khương là có một kênh riêng của anh là được rồi. Anh bọn em bữa nay bán không lại anh đâu. Bán ở đây bán trực tiếp không lại đâu, nói chung là. Với lại là mục đích là để tỏa ra để mình bán cho được nhiều hơn. Nên là bà con lân cận. Dạ, nói chung ví dụ tụi em gửi anh 10 vé thôi. Ủa, vẫn quyết tâm gửi anh. Đó, nên không, nói chung là để em đi chợ. Anh có gợi ý không? Giờ anh ở Long An thế này mình đi đâu được anh? Nếu mà mình bán mà kiếm cái vị trí mà đông người á, thì thứ nhất là trường học nè. Dạ. Thứ hai là chợ. Dạ. Thứ ba là khu công nghiệp. Trường học á thì trưa là khoảng từ tầm 11 giờ rưỡi là người ta sẽ rước học sinh. Dạ. Còn công nghiệp thì chiều họ mới tan ca. Đúng rồi. Chứ công viên nữa. Công viên nếu mà cái công viên mình bán công viên thì phải bán tối mới được, chứ bán công viên giờ này thì cũng ít người. Dạ. Còn anh thì anh trực 24/24 đây thì bà con chạy qua chạy lại. Dạ. Bữa trước là ngồi bên trong mà con cô bác, bữa nay là để ra ngoài này để bà con cô bác mình, tại vì cái này nó có nhiều cổng á, bà con cô bác chạy mình sẽ nhìn thấy thì nó sẽ dễ hơn. Đúng rồi. Đó. Thì bữa nay anh ngồi ở đây anh bán. Bây giờ anh không cho để ké vé mà cho mượn cái ghế cho bạn này mất cấp được không anh? Được. Anh bữa nay là anh ơi, bọn team em nghèo khổ á. Em không có đầu tư mấy team khác mà chuẩn bị loa liếc rồi. Trang phục rồi đầu cô. Lắm. Team em là không có tài năng gì hết. Giờ chỉ có làm lú làm lăng thôi. Em mượn cái chỗ anh em ngồi em quá trang xíu này rồi cho tụi em đi bán vé. Nhưng mà cái anh gợi ý là cái khu công nghiệp là Thảo Quang nha. Nhưng mà giờ khu công nghiệp phải đến chiều lận. Đúng rồi. Bây giờ mình đang vào thời điểm là buổi trưa nên là bây giờ là một là chợ thì cũng hơi vắng. Bây giờ chỉ có là các trường học thôi, là mấy team kia là em thấy là tủa đi trường học hết trơn rồi. Nếu mà mình trường học đây thì có những cái vị trí trường học cũng gần lắm. Dạ. Có trường học nào gần đây nhất anh? Cách đây cũng cỡ cũng cái đường này mình chạy thẳng xuống dưới á, cách cũng cỡ cây rưỡi số hả? Dạ. Vậy để em sột em kiếm cái trường gần đây nhất cái chắc chút nữa mình qua. Dạ. Làm luôn em. Hồi nãy em định làm trên xe rồi mà. Dạ mang nó con. Sai xe quá em sợ em xuống em xỉu em không. Đúng rồi. Em sợ xuống em xỉu em không có đi bán vé được cho nên là em thôi. Mà nó cũng nhanh nữa, ngồi chưa được. Dạ. Rồi tính ra đâu tới nửa tiếng. Đúng rồi, nhanh quá, từ Sài Gòn tính ra bà con của bác nào ở Bình Chánh mà muốn coi đêm nhạc mọi người đi xe vẫn được luôn. Trời ơi, ba tính ra ngồi đây là cũng rất là nắng luôn đó bà con cô bác. Bữa nay miền Tây thì ở dưới này nắng lắm. Tầm này là bắt đầu oi khó chịu rồi. Có ai thấy ngồi bán vé không? Ê, có khi nào ngồi trang điểm với mọi người nhìn sợ quá, mọi người không dám ghé vô mua vé không? Ảnh hưởng tình hình bán vé của cậu nữa.
ơi. Ôi, cảm ơn Dượng ba. Ơi, nãy mua cái dầu cạo râu có 8 ngàn, cạo nó sạch lắm nha. Ê, chi phí là có hạn nha, mình phải bởi sáng các team kia đi ăn sáng đồ, team em giờ chỉ dám gặp bánh mì thôi mà con có bác. Cần quá ha, team mình cần quá ha. Mời Dượng ba ăn bánh mì chúng thì em cho vui. Đó, mỗi người một ổ. Anh Khương lại có cho chi phí sản xuất. Dạ, nhưng mà phải tiết kiệm. Tiết kiệm để mình, còn làm cái gì. Đúng rồi, biết nhiều khi mình phải mua đạo cụ hoặc là mình phải đầu tư cho clip, mình phải đi mua này mua kia, nên là mình ăn uống mình phải tiết kiệm lại xíu. Nhưng mà mình vẫn lạc quan. Dạ, vẫn lạc quan, là... kênh team em là team lạc quan, dù cỡ nào cũng lạc quan. Dượng ba coi clip rồi Dượng ba thấy các team sao Dượng ba? À, team của mình vui. Team... Nói chung là... Nhưng mà Dượng ba thấy Dượng ba thích team nào nhất? Team mình nhất. Team em hả? À, tại vì tôi em lạc quan mà, như là tôi em tới tôi anh trước anh là team mình nhất. Nát team kia thì anh cũng thích team kia nhất. Dạ. Yeah. Thế chứ Dượng ba là tụi em là. Đáng lẽ nên mời Dượng ba vào team mình luôn. À đúng rồi ha. Kết hợp anh ngồi đây anh bán cũng được. Đúng rồi. Trời ơi, team em là đang yếu nhất đó Dượng ba, team em giờ là chỉ có một mình em là kênh em là đăng thôi. Còn mấy team kia là kênh nào, team nào cũng có ít nhất 2 kênh YouTube. Có riêng team em có một mình kênh em có kênh à. Nên là giờ tụi em cũng đang lo lắm, mặc dù lạc quan nhưng mà vẫn lo. Bà con cô bác ráng ủng hộ bên team của bên Ngân nha, bên nhóm lạc quan. Bởi vậy cũng có gì là phải chỉ tụi em bán đâu được ok phải chỉ tụi em nha, nhớ mắt nhỏ. Bây giờ xong để mẹ ba mất cấp ở đây xong cái tụi em sẽ di chuyển qua chắc là cũng phải trường học thôi chứ bây giờ thực sự là cũng không biết đi đâu rồi cô bác, thì buổi trưa rồi mình chỉ tranh thủ mình đi trường học. Ba ơi, mất cấp lẹ đến hồi học sinh nó về hết ở nhà. Trời ơi ạ, đến đó là còn cái trường không, là tao nói là cười xỉu, mấy tin kia tao quay họ phụ huynh học sinh vui nhộn nó đến cái trường trống trên à. Dượng ba ngồi đi Dượng ba. Anh bé bữa nay là còn bé VIP này chắc cũng còn nhiều này, này cũng có khi gần 100 tờ Dượng ba hơn. Không tới. Của mình là còn 80 tờ. Dạ. Bà con cô bác mọi người mua vé, mọi người có thể mua qua số điện thoại, mua online hoặc là mua bữa nay thì em sẽ ưu tiên ví dụ như bà con cô bác ở Tân An á. Mọi người mua thì bọn em sẽ ví dụ như ở trong gần khu vực bán kính chắc 10 km đổ lại có thể là bọn em vẫn sẽ đi giao cho bà con cô bác trực tiếp được đó. Còn nếu mà bà con cô bác mở xa thì mọi người đặt xong là đến bữa đó mọi người tới mọi người lấy đó, thì hy vọng bà con cô bác mình sẽ ủng hộ cho em cũng như tất cả mọi người. Dạ, còn bà con cô bác nào mà ở xa, bà con cô bác mà không đi trực tiếp đến mua vé được thì bà con cô bác có thể gửi mua để tặng cho bà con cô bác ở Tân An, thì mọi người cứ nhắn cho em nha. Dạ, số điện thoại lúc nào cũng sẵn sàng ạ. Để tụi em cho. Dạ rồi, cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Giờ đợi ba mất cấp xong rồi tụi em sẽ di chuyển đến trường học nha mọi người.